Khoai sọ là một loại thực phẩm rất thông dụng, rẻ tiền, là món ăn ngon quen thuộc khi nấu canh hay luộc. Khoai sọ là một cái loại thực phẩm mà rất là thông dụng, rất là dân dã. Nếu mà chúng ta đã từng ăn những món khoai sọ mà nấu với canh cua, với rau rút thì chúng ta sẽ thấy là nó có giá trị như thế nào. Thế nhưng mà về mặt giá trị dinh dưỡng mà nói thì có thể nói là khoai sọ là một trong những cái thứ thực phẩm nó rất giàu dinh dưỡng. Thế trong đó nó có đủ các thành phần, ví dụ như là protein, lipid, rồi là các cái gọi là các tinh bột và các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Mà thực ra mà nói trong cái chế độ ăn hàng ngày á, đặc biệt trong chế độ gọi là chế độ Asawa của người Nhật Bản ấy, thì người ta rất là coi trọng cái khoai sọ. Vì khoai sọ nó vừa đủ chất dinh dưỡng, đồng thời nó cũng có những chất mà nó giúp cho dự phòng rất nhiều các thứ bệnh lý khác nhau. Theo y học cổ truyền, củ khoai sọ có vị ngọt, hơi the, trơn, tính bình, có tác dụng ích khí bổ thận, điều hòa nội tạng, bổ hư tổn, trừ đàm tiêu thũng, thường dùng để chữa suy nhược cơ thể, hư lao yếu lực, kém ăn mất ngủ. Thứ nhất là nó bổ sung cho chúng ta những cái chất dinh dưỡng mà cần thiết. Cái thứ hai là có thể giúp cho chúng ta điều trị một số những cái chứng bệnh, dự phòng một số chứng bệnh. Tôi nói ví dụ như là có thể dùng để điều trị cái trường hợp mà những cái viêm thận mãn tính. Đấy, tức là những người viêm thận mãn tính là chúng ta nên ăn khoai sọ. Hay hoặc là chúng ta sử dụng để cho những trường hợp mà trong cơ thể nó có gọi là tích nhiệt. Tích nhiệt ví dụ như mụn nhọt, ví dụ như viêm phế quản, ví dụ như là các loại viêm khác nhau thì chúng ta cũng nên dùng khoai sọ. Cái nữa là chúng ta sử dụng trong trường hợp mà các cái đau viêm khớp, các khớp. Đấy, thì khoai sọ nó có tác dụng là nó khu phong trừ thấp. Đấy, nó giúp cho chúng ta có thể là dự phòng cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh lý về khớp. Hay hoặc là với trường hợp mà thận hư là chúng ta có thể dùng khoai sọ chúng ta nấu các món ăn hàng ngày, nấu với sườn, nấu với thịt gà hoặc thịt lợn vân vân thì chúng ta ăn hàng ngày. Thì đấy là những cái mà món ăn rất thông dụng nhưng mà tôi cho là nó rất có hiệu quả. Quý vị và các bạn thân mến, với mỗi người Việt chúng ta thì những món canh từ củ khoai đã chẳng xa lạ gì. Thế nhưng mà không phải ai cũng có thể biết cách để chế biến những món canh khoai ở một cách ngon và lành. Trong chương trình Ngon và Lành ngày hôm nay thì như tên gọi của chương trình, chúng tôi sẽ giới thiệu đến với quý vị và các bạn cách chế biến khoai thành các món canh để cho thật là dễ ăn và hấp dẫn. Và chúng tôi xin được giới thiệu đầu bếp Phạm Văn Thành. Anh Thành sẽ cùng giới thiệu với chúng ta phương pháp để có thể chế biến được khoai một cách ngon nhất. Vâng, xin chào anh Thành. Trước hết thì xin được cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình của kênh VTC14. Vâng, chào chị ạ. Anh Thành này, với những cái loại khoai khi mà chúng ta lựa chọn ở ngoài chợ ấy, thì làm thế nào để chúng ta chọn được những loại khoai ngon ạ? Mình lựa chọn làm sao củ khoai nó phải to đều, củ khoai cái để mình hầm để cho nó bở hơn. Thưa anh, vậy thì thực ra là hiện nay tôi thấy ở ngoài chợ, ví dụ như mà khi tôi đi chợ chẳng hạn hoặc là vào các siêu thị thì có rất là nhiều những loại khoai để có thể nấu canh. Thì theo anh thì những loại khoai nào thì nấu canh ngon ạ? Tùy theo như mỗi mùa có rất nhiều loại khoai khác nhau như khoai sọ, khoai môn và khoai mỡ. Bây giờ hôm nay tùy vào sở thích của mọi người, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm món canh sườn khoai sọ rau rút ạ. Anh Thành này, vậy thì nguyên liệu để chuẩn bị cái món canh rất là hấp dẫn vừa rồi thì chúng ta sẽ gồm những cái nguyên liệu nào? Nguyên liệu hôm nay tôi chuẩn bị là sườn non và khoai sọ và rau rút với một số gia vị. Trong đây thì đương nhiên là khoai
thì là nguyên liệu chính rồi. Vâng. Thế còn tôi thấy là có cả sườn và rau rút, vậy thì với hai nguyên liệu này thì chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào để nó vừa tươi và vừa ngon ạ? Muốn biết cây rau rút ngon hay không, mình sẽ bẻ một ít ra để xem nó có non hay là không, để xem chất liệu của rau nó như thế nào. Vâng. À, tôi thấy là ví dụ như là khi mà tôi đi chợ và lựa chọn ý, thì những cây rau rút thì nó có rất là nhiều những cái mảng bám ở bên ngoài, thì làm sao để chúng ta có thể làm cho nó sạch như thế này được ạ? Mình sẽ ngâm nước để cho nó bớt các chất bẩn đi để cho nó dễ làm sạch, nó dễ làm hơn. Sau đó có phải là chúng ta sẽ phải bóc rất là tỉ mỉ từng cái nó bám vào đây đúng không ạ? Đúng rồi, nó rất nhiều cái các cái chất mà nó để bao bọc xung quanh cái cây rau rút này. Và theo kinh nghiệm của tôi thì dù là rau trồng ở bất kỳ chỗ nào thì có lẽ là chúng ta cũng phải rửa nhiều lần với nước đúng không ạ? Vâng. Vâng. Thế còn sườn ạ, chúng ta sẽ hầm bằng sườn thăn hay là bằng xương ống ạ? Hầm bằng sườn thăn. Tại sao hả anh Thành? Bởi vì nó sẽ mềm mà quyện với củ khoai sọ hơn. Vâng, và bây giờ thì anh Thành sẽ cùng hướng dẫn cho tôi cũng như quý khán giả truyền hình cách chế biến món canh khoai sọ xương sườn nấu rau rút. Sườn non được lựa chọn để nấu canh cần phải được đảo qua nước sôi để hết các chất cặn bã. Để khi hầm cùng khoai, nước sẽ trong và có mùi thơm của thịt. Sọ mua về phải được rửa sạch với nước. Nên sử dụng khoai trong vòng 1 tuần sau khi mua, dù khoai sọ là loại có thể bảo quản được khá lâu. Tuy nhiên, nếu để quá lâu, khoai sẽ bị mất nhựa, củ khoai bị hà, khi hầm sẽ không bở, không có màu. Băm nhỏ, cho vào đảo qua đến khi dậy mùi thì cho sườn và khoai vào đảo cùng, thêm gia vị để ngấm đều, rồi cho nước sôi vào, bắt đầu quá trình hầm. Khoai sọ mềm bùi, sườn đậm đà mắt lành, thấm cái mỡ của sườn tiết ra khiến món canh khoai sọ nấu sườn thật ngọt mà vẫn thanh. Khi tới mùa khoai sọ, một trong những món ăn được rất nhiều người yêu thích đó là món canh sườn nấu khoai sọ rau rút. Rau vô cùng quê nhưng lại làm nao lòng những người con xa quê yêu món ăn Việt. Anh Thành này, sau bao lâu thì khoai nó sẽ đạt được cái độ sánh và ngon ạ? Trong khi nấu canh khoai sọ với sườn thì mình cho sườn với khoai sọ xào với nhau trong khoảng tầm 25 phút thì khoai sọ và sườn nó sẽ ngấm vào nhau và sườn cũng mềm và khoai sọ cũng ra độ bột sánh để khoai sọ thì có thể ngon, mà trong lúc đó mình sẽ cho rau rút vào. Cái rau rút này cho vào sau thì nó sẽ xanh đúng không ạ? Giữ được màu xanh. Vâng, khi rau rút này sẽ cho vào sau thì nó sẽ cứ xanh và độ giòn của rau rút. Tức là bình thường thì tôi thường thấy là rau rút thì mọi người hay luộc cùng với rau muống. Thì tại sao trong cái món ăn này chúng ta lại sử dụng rau rút chứ không phải một loại rau nào khác ạ? Cái rau rút này sẽ nấu với canh khoai sọ thì nó rất hợp với cái khẩu vị của người miền Bắc mình. Và tôi có cảm giác là nếu mà dùng rau rút cho cái món ăn này thì sẽ giúp cho món ăn mát hơn đúng không ạ? Có tác dụng rất tốt với người dùng. Vâng, nó sẽ giảm nhiệt của cơ thể hạ xuống. Vâng, bây giờ thì chúng ta đã được chưa ạ? Chúng ta có thể múc ra bát được chưa ạ? Được rồi. Vâng.
Vâng, như vậy là đầu bếp Phạm Văn Thành vừa giới thiệu với chúng ta món canh khoai sọ nấu với rau rút và hầm với xương. Tất nhiên là cái món canh này thì có lẽ là rất là phù hợp trong cái thời tiết như hiện nay chẳng hạn, với một chút rau rút cuối mùa mà nếu như mà chúng ta không kịp thưởng thức nữa thì có lẽ hết mùa rau rút thì sẽ rất là đáng tiếc. Anh Thành này, cái bí quyết để có thể nấu được món ăn ngon này là như thế nào, và anh có thể có một số những cái nhắc nhở đối với các bà nội trợ của chúng ta là làm là nên tránh những cái điều gì để có thể giúp cho cả khoai, xương và rau của chúng ta đều hòa quyện vào với nhau, tạo nên hương vị ngon trong món ăn này ạ? Cái tránh của các bà nội trợ là thường hay chọn các củ khoai to, mà theo tôi nghĩ không phải các củ khoai to là nó sẽ ngon, bởi vì mình chọn củ khoai nó vừa phải, nó không bị dập, không bị nát, để sẽ củ khoai nó sẽ tránh hiện tượng là không ngon, nó sẽ mất đi độ mất nhựa và sẽ không ngon cho củ khoai. Vâng, có nhiều bà nội trợ thì cho rằng là hầm càng lâu thì khoai xương càng ra nước càng ngọt, thì điều đấy có đúng hay không ạ? Đấy thì cũng không đúng, bởi vì là mình hầm để có thời gian để mình làm sao để cho khoai và xương nó sẽ cùng mềm với nhau và cùng chín để tạo độ sánh để cho nó hòa quyện với cái rau của mình. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Phạm Văn Thành trong chương trình Ngon và Lành của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, hy vọng rằng là với những điều chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi đã giúp cho quý vị và các bạn có được một bí quyết chế biến món canh khoai ngon hơn, và có lẽ là chúng ta sẽ áp dụng với rất nhiều những món canh khác, ví dụ như là canh khoai mỡ nấu với tôm thịt hay là canh khoai tây hầm móng giò. Tất cả những cái đó thì đều là những món ăn quen thuộc trong bữa cơm của người Việt Nam, trong các bữa cỗ, và có lẽ là nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức của mỗi người Việt khi đi xa thì đều nhớ về quê nhà với những món ăn ngon và lành như vậy. Khoai sọ nấu với rau rút là một sự kết hợp mùi vị thật tài tình, có thể được coi là một ví dụ tiêu biểu cho nghệ thuật kết hợp hương vị của món ăn Việt.